Chào các bác quay trở lại kênh xe đạp Phong Tuyền. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng gửi đến các bác một số món phụ kiện đồ chơi cho xe đạp thể thao. Sau đây em đi vào chi tiết và em báo giá. Các bác có nhu cầu sử dụng cho em địa chỉ số điện thoại rồi em gửi hàng đến tận nhà. Trước khi thanh toán thì các bác được kiểm tra hàng xem có đúng mặt hàng mình đã đặt hay không, chất lượng có đúng như em nói hay không. Ưng ý thì các bác mới phải nhận hàng và thanh toán tiền. Các bác liên hệ với em qua số điện thoại 0936525998, Zalo là 0983525862. Địa chỉ của em là 67 Khánh Nhà, Yên Khánh, Ninh Bình. Em sẽ đi vào một cái đôi can trước đi các bác ơi. Ở đây em đang có một đôi can của Shimano. Dòng này thì nó là dòng MTB các bác nhé. Hàng chính hãng. Mới và chính hãng các bác nhé. Cái model của nó là Shimano SH56 các bác nhé. Mới luôn. Đôi này thì giá để các bác 200. Mã này là mã E1 các bác nhé. 200.000 đôi này. Hàng chính hãng của Shimano. E1 200. Ở sau đây em đang có cái mỡ sử dụng cho bạc đàn ceramic các bác ơi, made in USA. Cái này trọng lượng của nó là 60g các bác nhé. Ở ngoài đây nó dán cái gì đây các bác này? Mỡ này là mỡ finish sử dụng cho bạc đàn ceramic các bác nhé. Các bác đang sử dụng cái cặp bánh chạy bạc đàn ceramic này, trục giữa này, hoặc là bạc đàn chén cổ cũng có cả ceramic các bác nhé. Nhiều bác có điều kiện là chơi luôn cả chén cổ cũng là bạc đàn ceramic luôn. Nó nhẹ, nó nhẹ các bác nhé. Và khi các bác chuyển hướng ấy, nó xoay nó sướng lắm, nó nhẹ lắm. Nó như không. Rồi cái này thì 330.000 một típ này, 60g. Đấy, một cái típ này các bác dùng nó rất là lâu mới hết được một cái típ này các bác nhé. Đấy. Tại mỗi một cái bánh xe thì nó có đâu có 2, 4, 6 cái bạc đạn thì phải. 6 cái bạc đạn thôi. Mỗi một lần cho tí 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 thôi. Đó. Lâu lâu vài tháng các bác thay, vệ sinh thay một lần. Thì nó rất là đảm bảo cho cái bạc đạn của các bác. Để nó hư rồi mà thay bạc đạn thì xót tiền lắm các bác ơi. Bạc đạn ceramic của nó giá không hề rẻ một chút nào được các bác nhé. Toàn cái loại bình dân bây giờ cũng tiền triệu một cái. Còn cái loại đắt đắt 2-3 triệu cái là chuyện bình thường các bác nhé. Nên là mình mua cái mỡ này về mình cứ chịu khó mình bảo dưỡng thì nó rẻ và nó rất là bền. Rồi bên đây em đang có dầu này là dầu Chasen, Chasic. Nó sử dụng được cho mùa nắng và mùa mưa các bác nhé. Dòng này là dòng ceramic này. Cái này cũng finish luôn, của Mỹ các bác nhé. Dung tích là 120ml. Cái dầu này thì nó khá là loãng các bác nhé. Đấy, mỗi một cái mắt xích ấy, nó loãng thì nó thẩm thấu vào trong các cái kẽ của cái mắt xích này nhanh hơn là cái dòng dầu đặc các bác nhé. Đấy, dầu đặc mà ví dụ như các bác dính trời mưa hoặc là thời tiết nó se se lạnh cái là nó bó cái mắt này. Đấy, chảy hơi bị khó chịu một chút. Em cũng đã từng dùng cái dầu đấy rồi. Đó. Thằng này thì nó loãng hơn. Thì nó thẩm thấu vào trong các cái mắt xích nó rất là nhanh quá nhé. Và nó cũng là cái hàng của Mỹ, hàng rất chi là chất lượng quá nhé. Giá là 230.000 một chai này. Đấy. Các bác đang chơi những chiếc xe thể thao này. Đấy. Thì đây là một cái món hàng rất chi là hữu dụng, bảo vệ cái bộ chuyển động rất chi là tốt quá nhé. Tránh chống bám bụi bẩn. Đấy. Cái lá đĩa này với xích clip mà các bác để cho đất cát nó bám vào thì nó không khác gì các bác cầm cái lấy cái giấy ráp ấy, các bác mài vào. Đấy, nó rất là nhanh hỏng các bác nhé. Em cứ đi về cái là em lau luôn, đi về là em lau sạch bóng luôn, không có một cái hạt cát nào nó bám vào cái xích với lại cái clip với lại cái lá đĩa của em đâu ạ. Ngày nào cũng phải lau, cứ đi về là lau thôi. Nói chung là nó bảo vệ cái bộ chuyển động, nó bảo vệ cả cái túi tiền của mình đấy các bác. Bên đây thì em đang có một chiếc yên Physics này. Đấy, cái dòng này thì bác nào mông to các bác nhé. Mông to này. Cái này chỗ cao nhất là 15cm. Chiều dài là khoảng hơn 27cm một chút. Cái thằng Physics này cái da của nó siêu siêu bền luôn các bác nhé. Dòng này là dòng in ngựa,
nên là các bác ngồi nó rất là thoải mái và nó êm. Nó được sản xuất tại Ý luôn, under made in Italia. Đế này như kiểu đế carbon thôi. Dù là nó sơn thì em chẳng phân biệt được. Dù là giá nó cũng mềm mà 1.400.000 một cái mà mới luôn quá nhé. Hai bên hông là nó có ốp nhựa này. Đấy các bác đi các bác dựa vào tường nó không bị xước cái da này. 1.400.000, mã này là mã E2. Rồi bên đây nó có một chiếc Xeolair SMP. Dòng này là dòng hybrid các bác nhé. Cái model này thì nó cao cấp hơn cái dòng Xtra. Đấy. Xeolair hybrid. Đấy, thằng này nó mới như kiểu là vừa ở trong hộp ra các bác nhé. 100% là sản xuất tại Ý. Đó. Dòng này thì nó êm vô cùng luôn. Rất là khó để kiếm được một cái chiếc yên nào mà hàng hiệu mà nó êm hơn cái này các bác nhé. 14 cm. Có duy nhất cái thằng Xeolair này nó làm cái dòng yên này rất chi là êm. Yên màu quạt 27 cm. Phối màu rất đẹp các bác nhé. Cái yên này thì nhược điểm của nó thì là nó nặng hơn là những cái chiếc yên, ví dụ như là thằng Physics này các bác nhé. Nó nặng hơn đấy. Nó nặng hơn tầm độ khoảng trên 100g rồi đấy. Thì tất nhiên rồi các bác ơi, cái mút của nó dày này đấy, thì nó phải nặng hơn, cái đấy là cái chuyện bắt buộc là phải chấp nhận các bác nhé. Yên này thực tế của em thì em nhìn thì nó như kiểu là nó chưa dùng bao giờ các bác. Đây. Không có một vết gợn đôi các bác nhé. Cái này có cái hộp của nó bỏ vào xong rồi nhấc ra bán là thành yên mới cho các bác này. Đây cái vọng của nó này, chưa có dấu vết, hầu như chưa nhìn thấy dấu vết luôn các bác nhé. Đấy. Thì em cũng lưu ý các bác là cái yên này nó rất là dày, nên bác nào mà đã đi những cái chiếc xe mà cái cọc yên đang bị hạ xuống quá thấp. Đấy, thì các bác mua cái yên này, các bác về thay vào. Đấy là phải hạ cái cọc yên xuống nữa các bác nhé. Ví dụ như là nó cái yên các bác đang ngồi nó mỏng mỏng như cái thằng Physics này các bác này. Đấy thì mình phải hạ xuống khá là nhiều đấy các bác nhé. Đây, ví dụ như cái chỗ này em đo thử là nó tầm được khoảng xuống đến đây 4 cm. Đó. Em đo cái thằng này nhé. Đấy. Xuống đến đây nó là 5.5 cm quá nhé. Đó thì mình phải hạ xuống tầm được khoảng 1.5 phân nữa. Đấy. Thì 1.5 phân ở trong cái xe thể thao thì nó là cả một con số rất là to đấy các bác nhé. Thật là em thì xe thì em ít bán, nhưng mà em thấy nhiều người người ta bán người ta tư vấn sai cho khách nên vô lý vô cùng các bác nhé. Đấy. Chính vì nó vô lý vậy nên là người ta, có nghĩa là người ta bán hàng nó trôi nhanh lắm. Ví dụ cái chiếc xe mà cây ngang có 51 ấy, thì thường thường là em sẽ tư vấn cho khách tầm khoảng 1m70 trên dưới để đi rất là đẹp các bác nhé. Đấy, nhưng mà gặp số khác ấy, thì có khi là 1m6 người ta cũng bán cho khách. 1m6 các bác nhé, em gặp nhiều rồi. 1m6 các bác nhé, 1m6 hơn 1m6 đấy, 1m65 thì còn gọi là tạm tạm, về thay vô tăng chứ linh tinh đi thì gọi là tạm tạm. Có khi 1m6 cũng vẫn bán cho khách người ta đi cây ngang 51 các bác nhé. Mà thường thường ấy, cái xe mà cái size nhỏ nó ít lắm, thường thường là cây xe to là nhiều, phần nhiều là ngang 52 hoặc là hơn 52. 52 mà vẫn tư vấn bán cho khách là 1m65 thì em đến ạ người ta luôn. 1m65 mà đi cây ngang 52 các bác ghế mà trèo lên đi xong về nó đau, nó nhức cái cột sống rồi nó đau mỏi vai gáy thì cũng là khổ. Khổ các bác. Hôm qua có mấy bác ở trong Nghệ An ra 1m7 mà muốn mua cái xe của em, con xe tham ấy. Còn đấy nó cây ngang 52.5 mà cây đứng nó khoảng 47, hơi 47 chút mà em không bán, không bán luôn, không đi được, đi về nó hỏng cái lưng các bác ơi. Rồi đây là cây ngang, đây là một chiếc Physics nữa, chỗ này thì 13.5, cái này nó cũng là 27.5 các bác nhé. Đấy. Đây là một chiếc Physics nữa, dòng này là dòng yên ngựa. Dòng yên ngựa quá nhé. Cũng là mới luôn, rất là êm. Và ngồi lâu nó rất là thoải mái các bác nhé.
bên này nó cũng là ốp nhựa này. Đó. Cũng được sản xuất tại Ý luôn, hàng đầu made in Italia, giá 1,4 triệu. Nói chung là hàng hiệu mà mới giá này thì em thấy là rất là dễ chơi quá rồi. Có nhiều cái yên cũng hàng hiệu nên nó lướt lướt thì chung là cũng sản xuất cũng lâu lâu rồi, giá cũng vẫn căng các bạn. Thằng này thì nó có mỗi cái là cái gọng của nó thì nó không được như những cái chiếc yên ví dụ như là thằng Hybrid chẳng hạn. Hybrid này thì cái gọng của nó gọng inox. Đấy, còn thằng này nó là thép, có nhá, gọng thép. Đấy, nên là giá thành nó cũng hợp lý hơn. Đấy, 1,4 triệu các bạn nhé. Mã E4. Rồi bên đây em có một bộ lá đĩa 105L7000 các bạn ơi. Lúc nãy em nói chuyện cái bộ xe. Giờ 7000. Các bác tầm khoảng 1m7 thì các bác tìm cái kênh ngang khoảng 51. Ok, đẹp. Cực đẹp luôn. Em 1m7 15 16 em đi kênh ngang có hình 52.5 thì phải. Thấy cái đứng em nhớ là khoảng 47 thì phải. Đấy. Thế mà có số cây đứng 48 ấy, mà cây ngang nó phải trên 52 quá nhỉ. Mà tư vấn cho khách 1m65 đi cực đẹp luôn. Đấy. Thật. Đúng là chán đời các bạn. Kiểu như là người ta bán nhưng mà có giờ người ta xách cái xe ra người ta đi đâu mà. Người ta sang rồi biết được cái cảm giác mà đi nó không đúng sai, nó khổ như thế nào các bác ơi. Đây là một cái bộ lá đĩa của 105L7000 5236. Mua xe thì em ít bán. Cơ bản là không biết bốc phét các bạn, không biết thổi nên là nhiều khi bán hàng nó trôi chậm các bạn. Nếu mà cây ngang mà 52 mà bán 1m65 đến 1m75 thì hàng nó trôi nhanh lắm. Cái này thì 5236 này, răng còn khá là đẹp các bạn nhé. L7000. Chỗ này thì nó có xước tí. Chỗ này có xước tí các bạn nhé. 5236 giá 830.000. Cái này thay cho những cái bộ group 105L7000 các bạn nhé. Đấy. Cái này là mã E5. Bên đây em có găng tay các bác ơi. Găng tay của bỏ cạp này. Cái này là size L. Size L. À, chính hãng của bỏ cạp các bác nhé. Đấy, cái găng tay của bỏ cạp ấy thì nó sẽ sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Đây. Đấy. Cái tem của nó này. Sản xuất tại Made in China, hàng chính hãng các bác nhé. Xe là đây, cái này có cái mút này, cái này có cái chữ Sky. Đấy, cái dòng này nó kiểu như là nó sản xuất cho tài trợ cho đội đua của Binazello các bác. Sky, cái này thì phủ bì của nó là 9 xe. Xe là 430.000 các bác nhé, 430.000 một đôi. Ở bên này thì em có XL. 430.000. XL nó là to nhất của găng tay rồi các bác nhé. Cũng là hàng chính hãng luôn. Mã này là mã E6. Quên. Em quên đánh giá. 430. E6 là mã L các bác nhé. Còn thì E7 430. E6 rồi này, E7 này. E7 là size XL các bác nhé. Để em đo luôn này. Cái này thì đo nó mới chuẩn được. Nhiều bác cứ bảo là nghĩ là size, là size XL thì nó to lắm. Nhưng mà không phải đâu. Cái này nó cũng vừa vừa thôi các bác ơi. Đó.
Đấy, cái này là 9,5 cm các bác nhé. Thì cái bàn tay của bác nào cái lòng của nó tầm nó khoảng 9 cm. 9 cm hơn 9 cm, khoảng dưới 9 cm đổ lại các bác, mà tay vừa vừa thôi. Nói chung là XL này nó to nhất rồi, không các bác không mua được cái size nào to hơn nữa đâu. Còn bác nào tay quá to thì phải chấp nhận các bác nhé. Quá to thì chấp nhận mua mấy cái găng tay của Trung Quốc ấy. Cái thằng đấy thì nó làm nhiều cái nó làm free size các bác. Free size thì các bác tay to cũng dùng được. Thằng này nó làm chuẩn size luôn. Rồi đây nó có quần của vỏ cạp này. Hôm nay bỏ cạp các bác ơi. Cái quần này của em nó màu đen tuyền các bác nhé. Logo bỏ cạp này. Đó. Size L cho bác nào khoảng 70 cân trên dưới các bác nhé. Cái này bữa trước em về đâu gần lần đầu em về 30 cái này. Lần thứ hai em về được mấy cái, nói chung là bán gần hết rồi. Nó chỉ còn đâu 4-5 cái này các bác ơi. Đây bỉm nó đây. Bỉm của cái thằng này nó là cái bỉm đời mới nhất các bác nhé. Nó bản nó to, mút của nó đấy, đàn hồi cao su tự nhiên các bác nhé. Đấy cái chỗ này cũng thế này, nó to và nó cao các bác nhé, nên là khi các bác cúi các bác ngồi lâu là nó không bị đau hàng hóa cắt tơ ly. Bỉm này thì êm lắm, vải thì là có dạng 4 chiều rồi. Cateli này thì đa số thì em thấy nó sản xuất cái dòng dòng quần quần đai các bác nhé. Còn cái quần quần nó không có đai ấy, thì là nó là những cái mẫu ngày xưa thôi. Chứ bây giờ đời mới nó làm toàn hàng đai thôi. Đó. Giá là 2 triệu các bác nhé, 2 triệu một cái. Hàng này thì được em đánh ở bên Nhật về. Mua cái đợt mà ở bên bên Nhật đấy, Cateli bên Nhật nó sale ấy, các bác. Chứ bình thường cái giá nó cao hơn một chút, còn nó sale thì nó rẻ hơn. Nói chung là nguồn hàng thì nó tùy từng nơi về các bác nhé. Đấy, con nơi thì người ta đánh ở bên Trung Quốc về thì nó rẻ, còn đi cái nguồn hàng mà đánh ở bên Nhật về thì giá nó sẽ cao hơn. Bên đấy thì tiêu chuẩn chất lượng nó cao, với lại thuế nó cao lắm. À, cái này thì em có size L và size XL, giá 2 triệu một cái. XL thì các bác tầm là khoảng 75 cân đổ lên các bác nhé. Đây. Có size L và size XL, 75 cân đổ lên. Xe XL là khoảng 75 cân đổ lên. 75 cân trên dưới. Đấy. 75 cân trên dưới là XL. Còn xe L thì 70 cân trên dưới. À, cái này nó xe L. Nói chung là nó có hai size thôi. Xe L và XL. Sang bên đây em đang có một cái combo này rất chi là ngon, bác nào mà bê hết cái combo này rất là ngon luôn. Đó. Cái này ALE các bác nhé, của Ý, túi tiếp đầy đủ hết. Đây là cái áo, cái này nó có size của hãng, nó size XS, kiểu XS của châu Âu thì phải các bác ơi. Cái này 37. năm các bác nhé. Thì cái size này ấy, thì cái thằng chủ cũ ở bên Nhật ấy nó 60 cân các bác nhé, 60 cân người gầy và mỏng các bác nhé. Và nó mặc cái size này là hoàn hảo luôn, made in Italia. Đấy, cái dòng này ấy, cái vải của nó co giãn rất nhiều các bác nhé. Đấy, cái nách của nó 37 thôi nhưng mà nó co giãn rất chi là nhiều các bác nhé. Đấy, người gầy và mỏng, các bác nghe rõ giúp cho em các bác nhé. Cái áo này thì nó là cái phiên bản form đời mới, cái tay của nó dài. Đấy. Cái này của nó dài gần tới cái cùi chỏ luôn các bác nhé. Màu rất là đẹp luôn. Đấy.
XS Made in Italia. Cái này nó còn cực mới luôn các bác nhé, chất vải thì đẳng cấp rồi, màu quá đẹp luôn. Đấy các bác này, ba túi này. Đó. Khoảng 60 kg đổ lại các bác nhé. Người gầy và mỏng, các bác nghe rõ nút đi. Thì 60 kg. Ví dụ các bác cao tầm được khoảng khoảng 1m6 đấy, các bác ơi, 1m6 mà nặng khoảng 60 cân, dưới 60 cân. Đây, nó có hai cái áo và một cái quần các bác nhé, size thì nó như nhau. Bây giờ các bác chỉ xem màu thôi các bác nhé, size thì nó giống nhau. XS hết. Đấy, hết không? Cái nào cũng còn túi hết, có tang đầy đủ hết. Túi đấy. XS. Thằng này thì nó sản xuất tại Bosnia. Đó, à đây. Chất vải thì vật tay áo đây, tay áo đổi mới các bác nhé. Nó dài và chất vải đây các bác này. Thằng này có dạng 4 chiều và nó cực mát, mặc cái này là các bác mặc nó phải body nó ôm chặt vào người thì nó rất là đẹp và nó mát các bác nhé. Thằng này thì cái vải này mặc thì nó thẩm thấu mồ hôi rất là nhanh. Nó thoáng, nó mát, màu quá đỉnh luôn. Đấy. Của một chủ các bác nhé. Đây cái quần của nó này, có cả quần luôn. Quần nó đây. Cái đai quần của nó đấy các bác này. Nói chung là sướng lắm. Made in Italia các bác nhé, size XS. Đây cái bình của nó dã man quá. Bình của nó cầm sàn sướng thật. Bình đời mới các bác nhé. Nó rất là to và nó cao, bản rộng các bác nhé. Đây. Một cái đai của nó này sướng này. Bộ này nó mà L hết thì ngon quá các bác ơi. XS thì không làm gì được rồi. Cái này thì nó là cái vết bẩn các bác nhé. Đấy, về giặt ra hết. Như mới luôn. Quá đỉnh luôn. Rồi, em bán cho các bác combo này các bác nhé. Đấy, bác nào mà lấy tất như này các bác nhé. Là em để các bác 3 triệu. Cực rẻ so với thằng Nhật nó mua mới rồi các bác nhé. 3 triệu bộ này. Một cái quần và hai cái áo. Nếu mà bán cái này mà bóc ra mà bán lẻ là nó cũng được 3 triệu mấy các bác ơi. Cái quần này thì bán bèo bèo ít nhất là cũng phải được tầm khoảng 1.3-1.4 triệu các bác nhé. Áo này 1.2 triệu cái. Đó. Toàn áo đời mới hết các bác nhé. Rồi các bác có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em số điện thoại 0936525998. Chỗ này em có kết nối cả Zalo. À, và 0983525862, số này em có cả Zalo nữa các bác nhé. Rồi em cảm ơn các bác ủng hộ theo dõi kênh xe đạp Phong Tuyền. Em chào các bác. Dừng lại.